Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lại speed test hai sản phẩm, đó chính là Redmi Note 8 Pro và Realme 5 Pro. Về mức giá bán cũng như là cấu hình cơ bản của cả hai sản phẩm thì các bạn có thể theo dõi một số các thông tin ở trên phía màn hình. Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ đánh giá cao con Redmi Note 8 Pro hơn, tại vì là nó đã từng chiến thắng cả con Redmi Note 9S với con chip Snapdragon 720G. Hôm nay thì đối thủ của nó sẽ là một đối thủ nhẹ ký hơn, đó chính là con Realme 5 Pro. Và phía trước các bạn đó chính là điểm Geekbench. Thì các bạn có thể thấy là kể cả điểm đơn nhân và điểm đa nhân của con Redmi Note 8 Pro ở bên phía tay trái màn hình thì nó đều cao hơn so với con Realme 5 Pro bên phía tay phải, sử dụng con chip Snapdragon 712. Con chip G90T thực sự là một con chip cực kỳ mạnh mẽ của MediaTek. Tuy nhiên thì nếu mà về cái khả năng sử dụng lâu dài này, hay là GPU ổn định hơn, hoặc là để sử dụng cho các cái vấn đề như là làm video hay là chơi các game nặng, thì mình vẫn sẽ đánh giá cao những con chip đến từ Qualcomm, tức là những con chip Snapdragon hơn. Các bạn có thể thấy điểm đơn nhân và điểm đa nhân của con Redmi Note 8 Pro thì đều vượt trội rất là nhiều. Và phiên bản mình đang có ở đây của Redmi Note 8 Pro là 6GB và 64GB bộ nhớ trong. Còn đối với con Realme 5 Pro bên cạnh mình thì nó là phiên bản 4GB và 128GB bộ nhớ trong. Mình thì đã tắt đa nhiệm ở trên cả hai máy, và sau đây thì mình sẽ tiến hành khởi động lại và mình sẽ tiến hành test 10 tựa game và ứng dụng ở trên màn hình. Về phần thiết kế thì mình cũng sẽ đánh giá cao con Redmi Note 8 Pro hơn, bởi vì nó sử dụng hai mặt trước sau là kính Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 5, đi kèm khung viền bằng nhựa. Tuy nhiên thì nó rất là cứng cáp và khi mà mình cầm lên thì nó rất là mát và sang trọng. Còn đối với con Realme 5 Pro thì nó vẫn sử dụng kính Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 3 và sử dụng toàn bộ khung vỏ bằng sau là bằng nhựa plastic, nên là trong quá trình sử dụng thì các bạn cần phải sử dụng cẩn thận để tránh cái việc mà nó bị chảy xước cái nắp nhựa ở phía sau. Rồi, trong cái phần restart lại thì con Redmi Note 8 Pro đã nhanh hơn so với con Realme 5 Pro, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là test các tựa game cũng như là ứng dụng. Cả hai máy thì mình đều kết nối chung với wifi của điện thoại siêu rẻ.com nha. Ứng dụng đầu tiên đó chính là Hillgram Racing. Đây cũng là những ứng dụng mà mình thường xuyên sử dụng để test các cái thiết bị mà điện thoại siêu rẻ bán ra. Thì các bạn có thể thấy là cái màu sắc ở trên con Redmi Note 8 Pro nó trong trẻo hơn một chút xíu so với con Realme 5 Pro ở phía bên tay phải của màn hình. Và ở tựa game này thì Redmi Note 8 Pro đã load nhanh hơn khá đáng kể. Bây giờ thì mình sẽ pause lại để một lát nữa mình kiểm tra lại đa nhiệm của cả hai máy xem như thế nào. Tiếp theo đó chính là tựa game Zombie Tsunami. Ở tựa game này thì Redmi Note 8 Pro lại giành chiến thắng. Như vậy có thể nói là con chip G90T cực kỳ mạnh mẽ nha. Tựa game thứ 3 đó chính là Jetpack Joyride. Cả hai máy đều sử dụng tấm nền IPS LCD có độ phân giải là Full HD. Tuy nhiên các bạn có thể thấy trên màn hình thì cái màn hình của con Realme 5 Pro nó hơi ngả vàng hơn chút xíu, còn cái tông màu ở trên Redmi Note 8 Pro thì nó trong trẻo hơn và cái độ tái tạo màu sắc thì nó tốt hơn so với con Realme 5 Pro. Ở tựa game thứ 3 vừa rồi thì con Redmi Note 8 Pro lại giành chiến thắng, và tựa game Subway Surfer này thì Redmi Note 8 Pro lại tiếp tục giành chiến thắng. Như vậy thì có thể thấy cái sự áp đảo của con G90T so với con Snapdragon 712. Snapdragon 712 là con chip cũng khá là cũ rồi, và nó ra đời được khoảng 1 năm rồi. Ở cái tựa game này thì hai máy load bằng nhau, Tempo Run. Ứng dụng thứ 6 mình sẽ test đó chính là Plants and Zombies. Về mức giá bán thì nó chênh lệch chỉ 300.000 đồng, đó chính là 4.890.000 đồng ở trên con Redmi Note 8 Pro so với 4.590.000 đồng ở trên con Realme 5 Pro. Vậy thì với mức giá này mình nghĩ là nếu các bạn sẵn sàng để đầu tư thì mình nên lên luôn Note 8 Pro, bởi vì nó có khả năng chiến game rất là tốt. Tuy nhiên thì Realme 5 Pro nó không phải là dở. Nếu các bạn muốn sử dụng ổn định và lâu dài khoảng 1-2 năm gì đó thì các dòng chip đến từ Qualcomm nó vẫn sẽ cho cái sự ổn định, sự lâu dài hơn nha. Ứng dụng thứ 6 này lại tiếp tục chứng kiến sự chiến thắng của con Redmi Note 8 Pro. Như vậy thì số hiện nay đang là 5-0, và chắc chắn rồi, trong bài speed test này thì Redmi Note 8 Pro đã giành chiến thắng rồi. Ứng dụng thứ 7 ở đây mình test đó chính là ứng dụng Traffic Rider.
Ứng dụng này thì hai cái máy này nó có sự cách biệt nhau không quá lớn. Tuy nhiên thì Redmi Note 8 Pro vẫn đỉnh hơn đôi chút, nên là tỷ số hiện nay vẫn đang là 6-0 và phần thắng vẫn nghiêng về con Redmi Note 8 Pro. Tiếp theo đó là một tựa game mình rất thích chơi, đó chính là Liên Quân Mobile. Ở tựa game này thì con G90T lại tiếp tục giành chiến thắng, tỷ số hiện nay đang là 7-0. Sau đây thì mình sẽ test thử ứng dụng Chrome và YouTube. Ok, ở ứng dụng Chrome này thì hai cái này đều load ngang bằng nhau nha. Và bây giờ đến YouTube. Rồi, YouTube thì Redmi Note 8 Pro lại load nhanh hơn một chút xíu, các bạn có thể thấy điều này nha. Bây giờ thì mình sẽ thử xem là đa nhiệm của cả hai máy có tốt hay không. 6GB và 4GB thì liệu cái nào sẽ giành chiến thắng. Như các bạn có thể thấy thì hầu hết các cái tựa game đầu tiên đã phải load lại rồi nha. Từ Heyclan Racing này, Jetpack Joyride này, rồi Zombie the Tsunami này, hay là Subway Surfer thì đều đã phải load lại rồi. Rồi, rất ấn tượng ở tựa game Traffic Rider này thì Realme 5 Pro với 4GB lại không phải load lại, trong khi đó thì Redmi Note 8 Pro với 6GB lại phải load lại. Như mình đã từng nói là mình không bao giờ ấn tượng với cái kiểm soát đa nhiệm ở trên các dòng máy của Redmi, tại vì giao diện MIUI thì nó khá là nặng nề. Vâng, và như vậy thì Realme 5 Pro là có hai cái ứng dụng không phải load lại, đó chính là Traffic Rider và YouTube. Hai sản phẩm này có lẽ là kẻ tắm lạng người nửa cân, người thì thắng ở trong cái phần speed test, còn kẻ thì lại thắng ở trong phần đa nhiệm. Bây giờ thì mình sẽ show cho anh em xem một số các cái tấm hình mình chụp bằng cả hai thiết bị. Tấm hình này là chụp ở góc thường. Tấm hình này là mình zoom lên 2x. Tấm hình này là mình chụp ở góc ultra wide, góc siêu rộng. Còn tấm hình này là mình đã mở HDR trên cả hai máy. Đây là tấm hình mà mình chụp chân dung xóa phông thì mình thấy con Realme 5 Pro tốt hơn. Còn đây là tấm hình selfie, Realme 5 Pro thì làm cho cái mặt mình nó mịn hơn. Còn đây là video mà mình quay cả hai máy. Vậy thì qua bài đánh giá này chắc chắn là anh em đã có được cho mình cái câu trả lời là mình sẽ mua thiết bị nào. Vậy thì anh em muốn mua thiết bị nào thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Điện thoại siêu rẻ đang sẵn hàng cả hai thiết bị và sẵn sàng phục vụ anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com.